Và như Đại Nghĩa đã nói khi nãy thì chúng ta là những người làm cha làm mẹ, có thể là chúng ta sẽ hiểu con cái của mình nhiều hơn là các bé hiểu về cha mẹ của mình. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần phải lắng nghe xem ý kiến của các con để biết các con đang nghĩ gì, đang nghĩ như thế nào về chính chúng ta cũng như là về những sự việc đang diễn ra hàng ngày trong gia đình của mình. Gia đình đầu tiên đến với chương trình của chúng ta hôm nay là gia đình của bé Lê Thanh Bảo Thi và bé Lê Thanh Duy. Bảo Thi và Thanh Duy, trời, toàn tên những ca sĩ nổi tiếng. Hai con giới thiệu về mình chút nè. Dạ, con tên là Lê Thanh Bảo Thi, năm nay con 11 tuổi, con thích đọc truyện tranh với lại xem TV. Dạ, con tên là Lê Thanh Duy, con năm nay con 9 tuổi, con thích đọc truyện tranh, xem TV. Còn món ăn con yêu thích là pate. Vậy là hai chị em có sở thích giống nhau, đọc truyện tranh và xem TV. Nhưng mà có khi nào vì cùng sở thích như vậy cho nên hai chị em hay dành nhau truyện tranh nè, hoặc là dành nhau xem một chương trình nào đó mà mình thích trên TV không? Dạ có. Rồi lúc đó ai nhường ai? Dạ không ai nhường ai. Không ai nhường ai hết. Rồi ai đứng ra phân xử? Dạ ba. Ba hả? Ờ. Nhà mình có mấy cái TV con? Dạ ba. Ba cái. Trời ơi, có ba cái TV mà không đủ để cho các con coi hay sao vậy? Dạ lúc đó là mới có hai cái à. À, lúc đó có hai cái mới dành nhau, còn giờ ba cái còn dành không? Dạ không. Hết rồi, mừng quá. Gia đình của hai bé Bảo Thi và Thanh Duy đến đây cùng với ba mẹ anh Lê Thành Nguyên và chị Nguyễn Bích Liên. Dạ, xin chào anh chị. Dạ, anh chị tự giới thiệu một chút về công việc hiện tại của mình nha. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào tất cả các khán giả đang chương trình xem con Bít Tút. Mình Lê Thành Nguyên, nghề nghiệp của mình là giáo viên. Dạ, còn em tên là Nguyễn Bích Liên, nghề nghiệp của em là nội trợ. Dạ, ông xã đi dạy, còn mình nhà nấu cơm cho ông ăn phải không ạ? Dạ. À, thường là ví dụ như là chị gái, em gái dễ chơi với nhau, hoặc là anh trai, em trai cũng dễ nói chuyện với nhau, hoặc là dễ quậy cùng nhau. Còn đây chị gái với em trai, cho nên là hơi khó một xíu, nên là để người thắc mắc. Tại vì bé gái nó cũng biết nhường em lắm. Dạ. Cỡ nó cũng biết nhường em, rồi hay nhường đồ chơi cho em. Dạ. Dạ. Nếu vậy ở nhà chắc là cái cậu này mới là cái cậu hiếu động nhiều hơn phải không ạ? Dạ. Dạ. Quậy phá nhiều lắm. Mệt con. Mệt ảnh lắm. Dạ. Mời tất cả quý vị khán giả hãy ghé thăm nhà của hai chị em Bảo Thi và Thanh Duy nha. Chắc hẳn các bạn đã biết chuyện của Tích Tấn Cám. Và bây giờ tôi sẽ kể chuyện Tấn Cám thời hiện tại. Và đây là Tấn và đây là Hiền Tử. Hiền Tử đã lên ngôi vua và Tấn đã lên ngôi Hiền Hậu. Và sau khi Tấn và Hiền Tử đã lấy nhau, công chúa và Hiền Tử, công chúa năm nay được 12 tuổi, Hiền Tử năm nay được 9 tuổi. Tính cách của công chúa thì rất khó tính như vua cha. Còn tính cách của hoàng tử thì rất vướng bệnh và phá phách. Người ta vẫn nghĩ là vua cha rất hoài phong, đẹp trai và lãnh liệt. Nhưng vua cha trong đây thì không được như vậy. Còn hoàng hậu đứng lên gặp vua và nói vua kia đều ở trên thương thế gian này ai đẹp nhiều điều chúng ta. Nhưng không, tâm còn danh sách đẹp như xưa nữa. Cha có tính nhưng mà rất tình cảm với chị. Nè, có hôm vua cha làm cho cô Tấm rất là ngạc nhiên bằng cách tặng cho cô Tấm một lớp kính 3D, trong đó có hoa và một con rồng làm bằng ngọc trai, cả những ngôi sao làm bằng giấy. Lúc cô Tấm nhận được thì cô Tấm rất là vui, ngạc nhiên, rồi vui ra mặt. Sinh ra trong ngôi nhà này con cảm thấy rất là vui, phúc và khi làm con với ba mẹ. Con mong muốn trong gia đình này chuyện câu chuyện Tấn Cám này sẽ được phát triển luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nay gia đình Tấn Cám biết trên thế gian có chương trình Con Biết Tuấn, cho nên thiện thân xuống tham gia, mong muốn được nhận các món quà từ chương trình. Nếu như cha và cô Tấm vua thì cha cô Tấm cũng vui bởi vì được lên chương trình. Chứ có lẽ hai người muốn đứng xem showbiz và không muốn ngồi trên ngai vàng nữa để được nhiều người biết tới mình hơn. Nếu mà như vậy thì ba với mẹ không được thua đâu nha. Thua là quê sợ luôn đó. Thôi nhưng mà thua cũng không sao, kiến thức là vô hại, điểm tham gia lên TV nổi tiếng là thấy vui rồi. Ba mẹ cố lên. Nghe con kể chuyện cổ tích về gia đình mình thấy dễ thương quá.
Lâu đài của Tích nhà con lúc nào cũng ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ. Đó là một cái điều đáng mừng. Nhưng mà con có điều gì mà con muốn ý kiến với ba mẹ để mong ba mẹ thay đổi được không? Cái điều gì mà từ nào đến giờ con giữ trong lòng con chưa nói ra cho ba mẹ biết á? Dạ chưa có điều gì á. Không có điều gì hết. Gì con cũng cảm thấy hài lòng hết á hả? Dạ. À thế còn Bảo Thi thì sao? Dạ không có gì luôn. Cũng không có gì luôn. Hai bé này quá sức dễ thương, sao cũng được hết. Vậy còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ có ý kiến gì với hai con không nè? Dạ chỉ có mong muốn là hai bé học ngoan hơn, chăm hơn. Hai con có nghe lời cô Tắm nói chưa? Dạ rồi. Như vậy là chúng ta đã làm quen với gia đình đầu tiên của hai bé Bảo Thi và Thanh Duy. Có lẽ là trong những phần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục hỏi thăm họ về những bí mật của gia đình nữa nha. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với gia đình của bé Việt Thắng và bé Phương Anh. Hai con giới thiệu về mình nào. Con tên là Vũ Ngọc Phương Anh. Ở nhà con tên là Nấm. Con mấy tuổi rồi? Con 7 tuổi. Còn anh con? Anh con tên là Vũ Việt Thắng. Ở nhà anh con tên là Bo. Anh con 8 tuổi. Sở thích của anh con là gì? Xem tivi. Xem tivi. Còn sở thích của con? Con thích gấu bông. Con thích gấu bông. Ở nhà con có bao nhiêu con gấu bông hả Nấm? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? À, đó là phần quà mà ba mẹ dành cho con vào những dịp nào? Dịp sinh nhật. Sinh nhật. À, sinh nhật thì mẹ dành tặng cho con những phần quà mà con thích đúng không? Ba mẹ của hai bé Việt Thắng và Phương Anh, đó là anh Vũ Minh Thành và chị Đỗ Thanh Minh. Dạ, xin chào anh chị. Chào anh Đại Nghĩa. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Con Biết Tốt. Mình tên là Đỗ Thanh Minh. Hiện mình đang làm kế toán tại công ty 751 của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật. Dạ. Đây là ông xã mình. Tôi tên là Vũ Minh Thành. Tôi bộ đội, công tác tại công ty 751. Dạ. Nhà mình thì hình như là hai người phụ nữ giống nhau. Dàn dĩ hơn. Còn hai người đàn ông là hơi rụt rè chút xíu. Hai bé ở nhà là có sở thích gì vậy chị? Hai bé ở nhà thì thích xem tivi. Dạ. Bé gái thì thích làm điệu lắm. Còn thích gấu bông. Thưa quý vị khán giả, hai anh em này thì hơi rụt rè chút xíu. Nhưng mà Đại Nghĩa nghĩ rằng khi bố mẹ vắng nhà chắc chắn là hai anh em sẽ không có nhút nhát như vậy nữa đâu. Lúc đó hai anh em sẽ tự tin hơn, thoải mái hơn rất nhiều. Vậy thì hãy ghé thăm nhà của hai anh em Việt Thắng và Phương Anh khi bố mẹ vắng nhà nha. Xin chào chương trình Con Biết Tốt. Con tên là Vũ Việt Thắng, năm nay con 8 tuổi, còn đây là em con. Con tên là Vũ Ngọc Phương Anh, con 7 tuổi. Đây là phòng khách gia đình con, mời chương trình vào nhà. Đây là tivi gia đình con, bà ngoại con ngồi ở đây, con ngồi ở đây, anh con ngồi ở đây, bố mẹ con ngồi ở đây. Buổi tối, gia đình con hay xem phim đất phương Nam. Con là người hay ngủ gật nhất khi xem tivi. Em con là người hay dành tivi của con nhất. Con thích coi Doraemon, còn Nấm dành coi đất phương Nam. Cuối cùng con phải dành nhường em. Ví dụ là đàn ông mà, phải ra lăng chứ. Con có thấy ra lăng rồi. Đây là phòng bếp của nhà con. Mẹ con là siêu đầu bếp. Mẹ con nấu món cà ri gà gia truyền tuyệt ngon, ngon nhất cả người. Con mời chương trình nha. Đây là cây chanh con thích. Đây là chanh chuối con thích. 1, 2, 3. Bùm, chuối chanh, chuối chanh, chuối chanh, chuối chanh, chuối chanh, chuối chanh. Mẹ con rất là xinh đẹp. Mẹ con chăm chỉ và khéo tay. Mẹ con cắm cái bình bông đó. Mẹ con rất là dữ khi con hư. Mẹ lúc đó mẹ giống như phục bà phù thủy. Con rất là sợ. Ôi được không giữ, mẹ đừng có giữ như vậy. Con sợ lắm, mẹ chỉ cần nhắc nhở con thôi, con sẽ nghe lời. Mẹ con là một siêu nhân. Có làm xí nghiệp mẹ con đang rất giấy. Vì có một con rắn màu xanh xuất hiện. Thế là mẹ con đập một cái bẹt nó chết. Sau đó mẹ con quăng vô lửa đó, đó. Con rất là hâm mộ mẹ. Con vui tính giống ba con rất là vui tính. Ba con hay thường xuyên chọc em con khóc rồi ba con cười. Con thấy gì chẳng vui tính hả? Ba cười cho nỗi đau của con. Ba con thường giỡn với em để em con nhổi cáu lên quýnh. Rồi ba con cười. Em không có bao giờ thấy ba tặng quà cho mẹ đó. Con nghĩ chắc là vậy á. À, bố, đó,
vụ này con nói mình thấy sao? Vụ tặng quà cho mẹ đó. Có tặng quà nhưng mà tặng quà người ta tặng buổi tối. Tại sao không tặng buổi sáng? Cho nó minh bạch thấy mà tặng lén lúc chi buổi tối. Tặng gì mà phải chờ buổi tối mới tặng vậy? Tại vì đi làm về trễ. Năm nay thì có về trễ thì tặng quà cho vợ thì phải tặng buổi tối. Chứ buổi sáng này thì chưa kịp có mua quà. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì mấy bé ở đâu anh? Tại đang còn trên lầu à? À đó, con ơi, bố có tặng quà nha con. Mà tại vì lúc đó con ở trên lầu, mai mốt mình tặng quà đó, mình cứ tập trung với con xuống nhà à, tặng trước mặt, chụp hình, chụp ảnh làm bằng chứng đàng hoàng à. Vỗ tay cho cả hai gia đình thưa quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của Con Biết Tốt.